xuất hiện một dự án với phong cách chuẩn châu Âu giữa lòng văn mê. Nhưng mà đặc biệt nhất là chỉ cần với 600 triệu là nhận nhà ở ngay. Hỗ trợ lãi suất 0% năm đầu và 3,9% năm sau. Còn hơn thế nữa, đợt này còn được quà tặng tiền tỷ như là xe Kia, nội thất cao cấp và vàng. Và không đâu khác ngoài khu đô thị Ân Phú nằm tại vị trí vàng của thành phố Buôn Mê Thuột với quy hoạch hiện đại và kết nối hạ tầng với 3 tuyến đường giao thương huyết mạch Hà Huy Tập, Nguyễn Chí Thanh và 10 tháng 3. Ngay trung tâm hành chính mới của thành phố Buôn Mê Thuột và còn liên kề với trung tâm tiện ích về giáo dục, y tế, văn hóa và giải trí. Tưởng tượng mà gia đình nhà mình mà ở trong một không gian sống rộng đến 19,5 hecta thì đẳng cấp như thế nào nhở? Xung quanh thì tiện ích nắm trong lòng bàn tay thôi. Công nhận là chủ đầu tư Ân Phú quá tâm lý. Tuy là Tây Nguyên không thiếu gì mảng xanh nhưng mà chủ đầu tư lại dành ra 2,6 hecta để làm 3 khu công viên dành riêng cho cư dân Ân Phú tận hưởng chọn không gian sống xanh, sạch, đẹp. Vị trí đẹp, nhà sang và quan trọng vẫn là pháp lý. Với tiêu chí đi đầu là đặt niềm tin cho khách hàng, Ân Phú tự tin và chắc chắn về vấn đề sổ hồng lâu dài cũng như là pháp lý dự án đã được duyệt quy hoạch 1/500 và được cấp phép xây dựng. Hiện tại thì trên thị trường có rất ít hoặc không có các sản phẩm được bảo chứng đầu tư, nhưng mà tại khu đô thị Ân Phú thì anh chị sẽ được bảo chứng đầu tư lên đến 24 tháng.